xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hằng sẽ múc ban món Nhật, thử tài múc ban cùng Hằng nhé. Mình sẽ thử món sashimi cá hồi trước nha. Thường thì người Việt Nam của mình ăn là sẽ bỏ wasabi vào nước tương luôn. Nhưng mà Hằng thì sẽ ăn theo đúng theo của Nhật luôn ha. Mình sẽ lấy một ít wasabi, mình chét lên một lá cá hồi tươi sống của tại Lotte Mart á, lúc nào á, thịt cá cũng tươi hết trơn á, ăn lúc nào cũng thèm hết trơn. Giờ Hằng sẽ thử ha, mọi người cùng Hằng nha. Mình chấm một tí nước tương nè, mình thả họng được tôm nè. Thật là thơm và ngon. Wasabi nó vị cay nồng lên hả, giống như là mình bay lượn trên không trung vậy đó, thật là tuyệt vời. Wow, hôm nay mình sẽ được thưởng thức những món ăn nè, có sushi ngũ sắc nè ha. Wow, cái này thật là tuyệt vời nè, cái này có một màu tím thật là đẹp mắt. Nãy mình có nghe đầu bếp có chuẩn bị là dùng hoa đậu biếc sẽ nâu lấy được cái màu hương tự nhiên. Mà các bạn có biết không, hoa đậu biếc có những thành phần rất là hữu ích cho sức khỏe của mình nè, giúp cho mình ngăn ngừa lão hóa da nè, được có một sức khỏe tốt. Giờ mình sẽ thử nha. Thật là tuyệt vời. Cái gạo, cái lớp cuốn của sushi á, cái gạo thật là mềm dẻo. Mùi thơm đặc trưng của hoa đậu biếc thật là thơm. Hằng có nhớ một kỷ niệm á, có lần Hằng đi siêu thị nè. Hằng đi siêu thị, Hằng mua sắm cho những cá nhân của mình á. Thế lúc đó cũng khoảng trưa rồi, cái Hằng ghé qua quầy những thức ăn nhanh. Nhưng mà đập vô mắt của Hằng là cái những đầu bếp lựa những cái miếng những con cá hồi nè, thật là tươi sống, cắt ra từng lát á, thật là đã. Mình có thể ăn kèm chung miếng gừng nè. Cải chua nè. Thật là tuyệt vời. Nó giòn giòn, nó chua chua, nó có vị mặn mặn. Giờ mình sẽ thử cái món cá chích nha. Wow, các bạn thấy không? Cá được tươi sống nè, được sắc những cái lát hả, thật đẹp mắt nè. Giờ những tay đầu bếp thật là tuyệt vời. Món thịt, món cá tại rất là mắc, lúc nào cũng được tươi ngon, được chọn lựa kỹ từ những đầu bếp chuyên gia của Nhật luôn. Mình uống nước ngọt nữa, quá tuyệt vời. Giờ mình sẽ thử món sushi ngũ sắc nha. Wow, có được trang trí cái trứng tôm có màu cam, thật là rất là đẹp mắt. Rồi mình chấm vào nước tương. Bên trong hình như đầu bếp có bỏ thanh cua nè, cá và rau củ nữa.
mực lúc nào cũng giòn tươi, ăn rất là ngon. Nó cũng mướn rất là ngon, giòn, ăn rất ăn thêm mấy nước gần nữa. Hôm nay mình hàng cũng nể hàng thiệt đó, hàng cũng rốt cuộc hàng cũng thể hoàn thành xong cái thử tài mức ban. Hàng cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình tới cuối cái mâm sushi và sashimi nữa. Hẹn gặp lại các bạn lần sau, và các bạn nhớ theo dõi clip của hàng nha. Xin chào.